chào mừng mọi người đến với kênh Crypto của mình. Thì mình là Dũng, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái dự án thuộc cái quỹ đầu tư Framework Venture. Thì trong cái quỹ đầu tư Framework Venture này, nó đầu tư khoảng tầm 16 dự án. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu 16 dự án này cho các bạn có thể tham khảo qua trong một thị trường đang giảm như thế này. Thì chúng ta đầu tư vào những con gì? Thì chúng ta cứ theo cái dấu chân của người khổng lồ thôi, nghĩa là dấu chân của các quỹ đầu tư, để chúng ta có một danh mục đầu tư cho nó hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái quỹ đầu tư Framework Venture này cho các bạn bạn tham khảo thêm. Thì trong cái quỹ này á, thì nó có khoảng tầm 15 dự án. Thứ nhất là BTC này, ETH, AV này, NGRT này, Kava, YieldFinance, Dodo, TRB, CRV này, DHT, FCL, EDG, Link, SNX và BTS. Mình nói qua một xíu về những cái con này cho các bạn xem. Thì BTC là đồng tiền thanh toán rồi. ETH thì đây là cái nền tảng blockchain platform, smart contract để cho các cái ứng dụng khác được xây dựng trên nó, hoặc là các ứng dụng đáp xây dựng trên ETH nha các bạn. Thứ ba là con IV này, thì đây là một cái dự án thuộc lĩnh vực DeFi, DAO, DeFi Farming nha các bạn. Đây là một cái giao thức cho vay, và cái nền tảng vay cái tổng khó cao nhất của năm 2020 á thì là 3 tỷ đô. Và hiện tại nó đang khó bao nhiêu thì các bạn vào trang này để các bạn xem là tổng khó hiện tại con này đang bao nhiêu. Đây. Thì hiện tại tổng khó con này đang là hiện tại đang là 12 tỷ đô các bạn. Trước năm 2020 thì nó chỉ 3 tỷ đô thôi. Và năm 2021 này á, thì nó đã lên là khoảng tầm 12 tỷ đô rồi. Nó vlog là 12 tỷ đô rồi. Còn con GRT này á, thì đây là một cái con mà nó thuộc lĩnh vực là AI và Big Data dữ liệu. Và nó cũng là một cái nền tảng DeFi luôn. Thì con Graph này á, thì đây là một cái giao thức để tổ chức các dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập hơn. Và hiện tại cái dịch vụ lưu trữ của Graph đang xử lý hơn 4 tỷ truy vấn hàng tháng cho các ứng dụng như là Uniswap, con Gecko, Synthetix. Còn con Kava này á, thì nó được xây dựng trên cái hệ thống của con Commod là Atom các bạn. Và nó cũng là một nền tảng DeFi. Thì hiện tại Kava này nó là một nền tảng cho vay DeFi chủ chéo, và nó cho phép người dùng vay các stablecoin và nhiều loại tiền điện tử khác nhau để bắt đầu kiếm lợi nhuận trên cái nền tảng Kava này. Và hiện tại thì cái nền tảng Kava này vừa rồi thì nó mới vừa ra mắt cái quỹ hệ sinh thái DeFi trị giá là 185 triệu đô. Nó cũng khá là mạnh nha các bạn. Thứ sáu là cái nền tảng là YieldFinance. Thì ở đây là cũng là một nền tảng DeFi luôn, và nó là thuộc về YieldFarming nha các bạn. Người chúng ta đi farm. Thì cái nền tảng YieldFinance này á, đây là một dịch vụ tổng hợp dành cho các nhà đầu tư tài chính phi tập trung, và nó cung cấp các tính năng tổng hợp như là cho vay, tạo lợi nhuận, bảo hiểm trên cái chuỗi khối ETH, và nó sử dụng tự động hóa để cho phép hóa tối đa cái lợi nhuận từ việc canh tác năng suất. Để chúng ta bỏ cái đồng dây farm trên nền tảng này và chúng ta farm ra cái đồng chính nó. Đây gọi là canh tác năng suất. Thứ bảy là cái đồng Dodo. Thì cái đồng Dodo này á, thì đây là một cái giao thức và một cái sàn phi tập trung DeFi theo giao thức DeFi và nhà cung cấp thanh khoản trên chuỗi có thuật toán tại thị trường là PMM. Thì nó nhằm cung cấp thanh khoản và ổn định giá tốt hơn so với các cái nhà tạo lập thị trường AMM nha các bạn. Thì đây là cái nền tảng Dodo. Còn con thứ 8 là con Tetro. Thì con này á, mục đích là nó giải quyết kết nối thông tin từ bên ngoài vào các chuỗi khối trên ETH. Nó bảo mật phi tập trung dựa trên ETH cho các ứng dụng phân quyền tài chính phi tập trung DeFi như là DApp. Thì con này á, là con dữ liệu nha các bạn, DeFi mà thuộc dữ liệu, nó cung cấp dữ liệu. Còn con CRV này á, thì đây là cái con CRV này, thì đây là một sàn giao dịch phi tập trung cho các stablecoin. Nó sử dụng công cụ tạo lập thị trường tự động AMM để quản lý thanh khoản nha các bạn. Còn thứ 10 là con DHT. Thì con DHT này thì đây là một giao thức mà quản lý tài sản phi tập trung được xây dựng trên ETH. DHT cho phép bất kỳ ai cũng có thể là tạo lập các quỹ đầu tư riêng trên ETH hoặc đầu tư vào các quỹ được
quản lý bởi người khác. Thứ một thì đây là con FCL. Con FCL này thì được xây dựng trên nền tảng Polkadot nha các bạn. Thì đây là một giao thức không ký quỹ mã nguồn mở xác định, một cái tiêu chuẩn cơ bản để trao đổi thông tin người dùng theo cách công bằng và cởi mở. Nó đảm bảo một phiên bản internet miễn phí và chất lượng, và nó được thiết kế để thay thế cho các cookie quảng cáo và cho phép người dùng là kiểm soát các cái dữ liệu của chính họ. Thứ 12 là con EDG. Quay này á thì nó cung cấp một nền tảng blockchain mà các nhà phát triển có thể là sử dụng và dễ dàng xây dựng và khai triển các đáp thế hệ tiếp theo. Thì con này là con smart contract blockchain đó các bạn. 13 là con Link. Thì đây là một nền tảng platform DeFi và smart contract. Thì con Link này á thì thông qua cái mạng lưới address phi tập trung thì Chainlink sẽ cho phép các blockchain tương tác an toàn với nguồn cung cấp dữ liệu bên ngoài, các sự kiện và các phương thức thanh toán, và nó sẽ cung cấp các thông tin ngoài chuỗi quan trọng cần thiết cho các hợp đồng thông minh phức tạp. Thành Chainlink này nó được tạo ra với mục đích là liên kết các hợp đồng thông minh với nhiều loại blockchain khác nhau, cho nên là con Link này nó cũng khá là quan trọng các bạn. Nó liên kết các chuỗi dữ liệu bên ngoài với các blockchain khác nhau. 14 là con SNX. Thì con Synthetix này á thì đây là một cái sàn giao dịch DeFi, và người dùng muốn giao dịch thì phải khóa một cái lượng SNX token tương ứng trong hợp đồng thông minh của Synthetix, và sau đó cái giao thức này nó sẽ phát hành hay là đốt ra một cái mã thông báo tương ứng dưới dạng là tài sản tổng hợp. Và ví dụ như là các bạn là lock SNX này lại thì nó sẽ đúc ra một đồng, đó là đồng SUSD. Thì SNX này nó đóng vai trò như là một cái tài sản thế chấp, còn SUSD nó đóng vai trò như là một cái nền tảng vay nợ nha các bạn. Cuối cùng là con PTF. Thì đây là một nền tảng giao dịch tiền điện tử, cung cấp tùy chọn tiền điện tử trong số các công cụ phát sinh tài chính như là thế chấp và bảo hiểm. Thì con này là thuộc cái dòng DeFi nhưng mà nó là thuộc cái dòng tài chính và thế chấp bảo hiểm các bạn. Thì đây là 15 dự án thuộc quỹ Framework Venture mà mình muốn giới thiệu các bạn. Thì mình sẽ đi vào chi tiết để các bạn xem các cái quỹ đầu tư của Framework Venture này ở trên cái trang nào. Thì các bạn có thể là lên cái trang là CoinMarketCap. Đây, thì các bạn lên CoinMarketCap thì các bạn nhấp vào Framework Venture để các bạn xem các cái dự án thuộc cái quỹ đầu tư của con này. Thì đa số là các cái dự án trong quỹ đầu tư Framework Venture này á, thì các con này nó đều có trên cái sàn Binance, thì các bạn có thể là lên sàn Binance để các bạn mua các con này. Thì mình phân tích ra một vài con trong này các bạn xem. Thì BTC ETH thì mình khó phân tích nha các bạn, hai con này là hai con trùm thị trường rồi. Thì con Link thì các bạn có thể là lên sàn Binance, các bạn xem các dự án này, các bạn xem vào giá con Link này như thế nào. Thì giá định của nó là 53 đô nè các bạn. Thì con Link này cũng là một trong những con mà khá phổ biến trên thị trường hiện tại nè các bạn. Thì hiện tại là giá nó đang là 22.5 đô. Con này thì nó tăng cũng khá nhiều rồi, nó tăng lên 7 lần rồi các bạn. Thì hiện tại là nó đang có một sự điều chỉnh ngay chỗ này. Đường MACD thì nó cũng chuẩn bị là lên dương rồi. Cho nên là các bạn có thể là rải bắt cái con này ở giá là từ 20 cho đến 22 thì mình có thể bắt được nha các bạn. Nếu mà con này xuống thì nó có thể xuống ở phạm vi là 13 đến 16 thì mình cứ trung bình giá mình bắt thôi. Mức giá đầu tiên là 20, mức giá tiếp theo là 13 cho đến 16. Mình DCI ra để mình bắt trung bình giá của nó. Thì con này cũng là một trong những con khá tiềm năng, và mình target cuối năm thì nó con này có thể là 45 hoặc là vượt đỉnh 53 các bạn. Con tiếp theo, đây, con tiếp theo là con AV. Thì hiện tại thì con này là cái con mà nền tảng về lending nha các bạn. Hiện tại giá của nó đang là 265 đô, vốn hóa thị trường đang là 3,5 tỷ đô. Cung ra thị trường thì nó cũng ra cung là 82% rồi, và volume giao dịch của hàng ngày của nó là 234 triệu đô. Thì cung con này nó ra 82% rồi, cho nên nó cũng ra gần hết rồi, nên là mình cũng an toàn. Cáp thì hơn 3 tỷ đô. Thì hiện tại là con này nó đã lên được thành Coinbase rồi nha các bạn. Cho nên là con này cũng là một con mà chúng ta có thể chơi được lâu dài được nha các bạn. IV này á thì cái giá cao nhất của nó là 668 đô, và hiện tại nó đang là 264 đô, nghĩa là nó cũng đã chia 2.5 lần rồi nha các bạn. 2.5 lần từ đỉnh, nhưng mà con này nó cũng bay khá mạnh rồi. Nó cũng bay từ 25 đô mở lên 264 đô đã bay cũng là chục lần rồi nha các bạn. Thì hiện tại cái đường MACD đang cắt xuống phía dưới. Vốn hóa thị trường hiện tại là đang là khoảng 1.800 tỷ đô, mà cái dòng tiền stablecoin hiện tại nó đang là khoảng tầm 130 tỷ đô các bạn.
Thì cái vốn hóa thị trường này á, hiện tại nó phải phải lên khoảng tầm 2.800 tỷ đô thì nó mới đúng giá trị các bạn ơi. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái dòng tiền stablecoin hiện tại đang là bao nhiêu. Hiện tại stablecoin đang là 129 tỷ đô này. Còn vốn hóa thị trường đang là 1.800 tỷ đô này. Thì với cái dòng tiền mà 129 tỷ đô này á, thì theo mình nghĩ cái vốn hóa thị trường này nó phải nằm ở khoảng tầm 2.800 tỷ đô, nghĩa là nó phải đãi thì vào thị trường khoảng tầm 1.000 tỷ đô nữa. Thì nghĩa là mình nghĩ là cái thị trường nó vẫn còn tăng tới cuối năm nay, cho nên là những cái con mà thuộc nằm trong quỹ đầu tư như thế này á, thì nó an toàn, nó an toàn hơn những con khác thôi nha các bạn, vì nó tăng khá nhiều rồi, cho nên là mình có thể là trung bình giá để mình bắt thôi. Thì cái này các bạn có thể bắt nè, bắt ở 250 đô nè, cái binh ngang này các bạn, cái binh nến tuần ở binh này, và chúng ta bắt ngay chỗ cái mai của nó thì nó đang là 195 đô, thì chúng ta có thể bắt được hai hai con này là 250 và 190, và chúng ta có thể target cuối năm nay nó rơi vào khoảng tầm 450, hay thậm chí là có thể là phá đỉnh 668 đô các bạn. Thì các bạn có thể là chốt ở những cái vùng mà 487 này và cái khoảng vùng mà đỉnh của nó ngang này. Thì ok, thì đó là con AV. Con tiếp theo là con Grab. Thì con Grab hiện tại giá con này đang là 0,63 đô. Vốn thị trường đang là 3 tỷ đô, volume là 99 triệu đô, cung ra thị trường 50% rồi. Thì mình rất thích chơi những con nào cung ra thị trường khoảng tầm 80% trở lên nha các bạn. Con này thì mới cung ra thị trường khoảng 50% thôi. Thì cái con này cũng là một con khá tiềm năng. Thì mình xem thử cộng đồng có lớn không nha. Cái cộng đồng của con này á, thì hiện tại đang là 145.000 sơ. Thì hiện tại con này nó cũng đã lên sàn Coinbase rồi nha các bạn. Coinbase rồi, cho nên là nó cũng là một trong những cái con an toàn để mình chơi. Mình chơi trong cái mùa cuối năm như thế này thì mình nên chơi những con an toàn. Vì thị trường nó cũng đã nhân khá nhiều rồi. Và nếu mà nó uptrend một lần nữa, vốn thị trường tăng lên khoảng tầm 2 3 lần nữa thôi, 3 lần nữa. Theo mình nghĩ là vậy. Còn các bạn nào mà chơi thời 2020, 2019, 20 thì các bạn cũng ít nhiều lần rồi, ít 10 rồi. Còn bây giờ thì vào nó hơi muộn. Thì hiện tại con GRT này á, thì giá đang là 0.65 nè. 0.65 thì cũng đã về một cái giá khá là ổn để chúng ta có thể là múc rồi. Thì các bạn cứ tranh thủ các bạn múc trong khoảng tầm là giá là ngay chỗ này nó có cái vùng tích lũy này các bạn. Cái vùng tích lũy của nó đang nằm ở vùng mà 0.5, 0.5 hay là 0.6, thì các bạn có thể mua cái vùng này được rồi. Thậm chí con này nó có thể về 0.38 luôn. Thì các bạn cứ đi DCI ra, các bạn trung bình giá các bạn mua thôi. Hai vùng này 0.3, 0.35 và cái vùng mà 0.4, 0.6 thì chúng ta trung bình giá, và ta cái con này cuối năm á thì nó có thể là ở đâu đó khoảng tầm 1.5 nha các bạn. Có thể nếu mà nó vượt được cái chỗ mà 0.9 này á, thì nó có thể là cái nến tuần nó mình đóng ở trên 0.92 này á, thì nó có thể bay lên thẳng lên cái vùng đỉnh là 1.8. Thì mình target con này cuối năm 1.8 được nha các bạn. Thì mình cứ trung bình giá mất con này, mình chờ cuối năm, vì con này là một trong những con mà mình chơi lâu dài được. Con thứ ba là con Synthetix nè. Thì hiện tại con này đang là 9.52 đô, cáp đang là 1 tỷ đô, cung ra thị trường là 54% rồi, volume nó cũng là 89 triệu đô, ở trong cũng ổn các bạn. Có volume này mà bằng 1 phần 2 thì quá đẹp, nghĩa là 1 tỷ đô mà volume 500 triệu đô là mất luôn. Nhưng mà đây con này 100 triệu đô thì nói chung là cũng tạm tạm được. Các bạn xem, các bạn phải xem vốn hóa thị trường nè, rồi xem thử cái volume nó như thế nào nha các bạn. Thì con này nó cũng đã lên Coinbase rồi, cũng được khá nhiều sàn list, cho nên là ok, mình chơi được nha các bạn. Mình thích chơi những con nào nó lên được sàn Coinbase an toàn. Cuối năm này thì mình nên chơi con an toàn, không nên chơi con red, vì nó sập thì con red là sắp mặt luôn các bạn. Mình chơi những con an toàn thôi. Thì hiện tại đỉnh con này đang là 28.9 và hiện tại đang giá là 9 đô, thì nó chia ba rồi. Nói chung là những cái biểu đồ này á, thì nó tương đối là đẹp để mình múc các bạn. Thì con này các bạn cứ rải ra, các bạn múc ở giá là từ 7 đô cho đến 9 đô, thậm chí là nó có thể về 5.5 đô luôn các bạn, vì cái biểu đồ may tuần của nó đang là 5.5 dư vốn, thì các bạn có thể rải từ cái vùng này, cái vùng 7 đô cho đến 9 đô. Vùng thứ hai là vùng khoảng tầm 5.5 đô.
và chúng ta target cái con này cuối năm á, nó có thể lên được 15 đô các bạn, thậm chí á, là con này có thể là lên được 22 đô, đó là chuyện rất bình thường đó. Nếu mà nó phá đỉnh nữa thì nó sẽ vượt đỉnh 28 đô của nó, đỉnh 28 đô này. Về cái đường MACD này nó đang bắt đầu cắt từ dưới lên rồi nè, và cái đường chỉ số RSI đang là 40 nha các bạn. Chung là mình cứ trung bình giá các bạn, rồi các bạn múc nhiều con nào bay thì mình chốt thôi. GFAM này 28.000 đô, vốn hóa thì đang là 1 tỷ đô này, volume đang 267 triệu đô, thì con này con GFAM nha các bạn. Cái con này thì hiện tại mình không chơi con này, mình không có chơi con này cho nên là chỉ giới thiệu sơ với các bạn thôi nha. Thì các bạn chơi thì các bạn múc nó, thì để mình xem thử cái biểu đồ con GFAM này như thế nào. GFAM này là giá nó cao ngang Bitcoin. GFAM này thì đỉnh của nó là 95.000 đô lần mà. Thì GFAM này thì các bạn cứ, nếu hôm nay bạn nào chơi thì các bạn cứ canh canh cái vùng 18.000 này, thậm chí là cái vùng 25.000 các bạn bắt được rồi, 25 28.000 là mình bắt được rồi. Nếu mà con này xuống khoảng tầm ngay cái mai ngày này thì khoảng tầm 20.000 thì các bạn bút thêm. Đó, target con này cuối năm thì có thể là 51.000 cho đến 66.000 đó thì bình thường. Để các bạn chơi con này thì các bạn cứ múc ha. Con CRV. Cái CRV hiện tại đang 2.28 đô các bạn. Cap đang là 973 triệu đô, volume là 260 triệu đô. Nhưng mà cái cung nó ra thị trường mới 3% thôi, các bạn lưu ý điều này. Vì nó mới 13% ra thị trường cho nên là cái vốn hóa nó tổng vốn hóa lên tới 7 tỷ đô này. Thì những cái con như thế này thì mình lại không thích chơi các bạn. Nhưng mà giới thiệu thì mình vẫn giới thiệu các bạn nha. Con mà thuộc nằm trong cái quỹ Framework Venture này đa số nó đều đã lên được cái sàn Coinbase. Thì con CRV này á, kỹ thuật tuần khá đẹp các bạn. Nó nằm ở trên một cái đường kháng cự khá là mạnh, đường trung bình khá là mạnh nè, cái đường Bao 21. Thì cái con này thì bây giờ mình nghĩ là các bạn bốc được rồi, vì nó chạy cái đường này rồi. 2.3 thì các bạn có thể bốc là 2.2.3. Nếu mà nó đóng đến tuần dưới 2.2 chấm thì nó có thể lui về 1.1 là chuyện bình thường nha các bạn. 1.1 là chuyện bình thường thì các bạn cứ tranh thủ các bạn múc ở giá là 2.2 chấm này đi. Và nếu mà nó đóng đến dưới này thì các bạn có thể là rải ở vùng 1.3, thậm chí là cái nến nó có thể giật xuống là 1 chấm là bình thường. Thì target cái con này cuối năm không biết là nó có thể vượt được 4.6 không, thì mình hy vọng là nó có thể vượt được cái 4.3 đến 4.6 này, có thể x2 x3 lần được nha các bạn. Rồi ok, con này thì nó vậy thôi. Con Kava thì con này thì được rồi, ra cái quỹ là 185 triệu đô. Nói chung là con này cũng khá là ok, 185 triệu đô. Và vốn hóa hiện tại của nó là 469 triệu đô nha các bạn. Con này thì chưa được lên sàn Coinbase, thì mình nghĩ con này sớm muộn nó cũng sẽ lên được sàn Coinbase thôi. Con này nó cung ra thị trường là hết khoảng tầm hơn 50% rồi, nó cũng ra thì khoảng tầm 60% rồi đó, và volume nó cũng khá là cao, 141 triệu, trong khi đó là con mắc cáp nó chỉ là 460 triệu đô thôi các bạn, mà volume 141 triệu đô thì nó cũng khá là ok rồi. Và con này nó nằm trong Binance Lab nữa, nghĩa là con này được khá nhiều quỹ đầu tư nè. Thì mình sẽ xem thử cái biểu đồ giá như thế nào. Thì hiện tại cái con này á, cái biểu đồ tăng giá nó cũng khá là ổn định nha các bạn. Con này thì ngon nhưng mà cái biểu đồ tuần nó đang cắt xuống. Thì hiện tại thì các bạn cứ rải trung bình giá từ 2.5 tới 3 chấm các bạn bắt. Bắt cái đồ này được. Các bạn muốn bắt cái giá 5.1 ngay chỗ này thì mình nghĩ đây cũng là một trong những giá tốt, vì nó theo cái đường sóng bay khá là ổn. Cái tuần thì ngang chỗ này thì chưa đẹp lắm, nó đang cắt xuống nên chưa lắm nha các bạn. Nhưng mà mình có thể rải được, rải từ 3 chấm cho đến 5 chấm mình rải được nha các bạn. Đó, con này mà nó tới mùa downtrend thì nó xuống 2 chấm là bình thường, nhưng mà theo mình thì vẫn đang ở trong thời kỳ uptrend. Cho nên là mình có thể là bắt được cái giá là 5.1 này. Nếu mà nó xuống nữa thì các bạn có thể bắt được 3.1, và tới con này cuối năm á, nó thêm một cái chu kỳ tăng giá thế này thì nó có thể lên được, nó có thể phá được ngưỡng 9.2 đô và lên, nó có thể vượt 9.2 đô, mình nghĩ là được. Con này x3 lần được đó các bạn. Thì các bạn có thể là bỏ vô x, một x tìm chơi con này. Thì con này một con mình nghĩ là khá tiềm năng trong hệ thống DeFi. Vốn hóa nó không còn nhỏ. Thứ ba là con Dodo, con Dodo nè. Thì con này là một trong những con mà được khá nhiều các quỹ đầu tư đang đầu tư nha các bạn. Con này nhiều quỹ đầu tư lắm. Con này là
nó thuộc là cái quỹ đầu tư của Coben nè, Coben đóng đầu tư nè, rồi cái quỹ của thằng Binance Lab, rồi quỹ đầu tư của thằng Framework. Thì hiện tại con này của nó đang là 126 triệu đô, volume 46 triệu đô nè, tại một lần khá là đẹp. Con này mới cung 11% ra thị trường thôi, nên nó đẩy vốn hóa thị trường con này lên là tổng hóa lên khoảng tầm 1 tỷ đô lận. Nhưng mà con này cũng là một con trong những con tiềm năng các bạn. Thì hiện tại con Dodo này nó chưa được lên sàn Coben và sàn HT, cho nên là nếu mà con này nó được lên trên hai sàn này thì nó bay khá là mạnh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xem thử là cái biểu đồ giá như thế nào. Tại Dodo này giá đang là 1.13, định tiền của nó là 10 đô. Thì các bạn có thể bắt giá này, mình nghĩ nó cũng là khá là ok rồi. Thì nó đang hình thành cái mô hình là hai đáy nè, cho nên là các bạn có thể là múc nó ở giá là 0.875 cho đến 0.8, thì các bạn múc giá này cũng khá ổn. Hoặc là bây giờ mình nghĩ là giá này nó cũng khá ok rồi, các bạn có thể là vào một ít, rồi sau đó là chúng ta sẽ rã trung bình giá thêm ở 0.75 nữa nha các bạn. Thì khi mà con này á, biểu đồ tuần của nó mà nằm trên khoảng tầm 1.8 đi, thì mình nghĩ là nó sẽ bứt phá rất là mạnh. Và mình nghĩ con này là một trong những kèo mà có thể chúng ta nhân nhân 4 nhân 5 được nè. Vì DeFi nó chưa bùng nổ nha các bạn. Đợt đợt này thì mới chỉ là dạng các cái con nền tảng blockchain thôi. Những con nền tảng blockchain và các hệ sinh thái nó bay. Còn hệ thống DeFi và NFT chưa bay nha các bạn. Đợt này DeFi bị dập tơi tả. Cho nên là mình nghĩ là cái chu kỳ sau tháng 11 thì sẽ là cái chu kỳ của DeFi. Nên là các bạn có thể là tranh thủ múc những con này. Mình chơi cuối năm. Người ta ghét con này cuối năm có thể lên lên 46 đô là bình thường nha các bạn. Vì nó lên 46 đô thì cái con mắc cáp của nó cũng chỉ là một con tầm 600 triệu đô thôi. Với một con mà được nhiều ông lớn quỹ đầu tư thì cái giá trị này nó vẫn chưa đúng giá trị của nó đâu các bạn. Thì mình cũng đang đầu tư con này. Mình đang đầu tư con Dodo và con Kava nha các bạn. Mình sẽ nói tiếp theo là con TRB. Thì TRB này, con này á, thì hiện tại đang là 42 đô. Market cap thì còn khá là nhỏ, 83 triệu đô thôi. Con này thì cung khoảng tầm 90% rồi, hơn 90% ra ngoài rồi. Volume là 15 triệu đô. Cái con này thì mình chưa thấy nó bay mạnh, mà nó cũng dạng như là con ngon thuộc các quỹ đầu tư lớn nè, nó cũng được list các sàn rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem cái giá nó hiện tại nó như thế nào. Thì hiện tại TRB này á, con này thì ở mức độ là biến động giá không lớn, bay chưa nhiều. Thì các bạn có thể múc ở giá là 28 đến 33. Thì các bạn canh cái khoản này múc là giá đẹp nhất. Thì tới cái con này cuối năm nó có thể lên hơn 100 đô là bình thường nha các bạn. Cái đường may của nó là đỉnh của nó là 115 nè. Thì mình có thể target con này x2 x3 được nha các bạn. Cuối năm. Cái con này mình bỏ x mình chơi nè. Con EDG. Thì con EDG này giá hiện tại đang là 0.01 đô. Cáp là 58 triệu đô nè. Cung là 90% ra thị trường rồi. Volume thực này khá là nhỏ. Mình thì mình ít chơi những con nào mà volume nhỏ lắm. Nhưng mà cái cáp của nó thì vẫn nhỏ. Cho nên là mấy con này nó cũng hên xui. Có điều ở con này nó chưa được lên sàn Binance, thì các bạn có thể mua nó trên sàn Gai và sàn MIC nha các bạn. Tại thì mình không chơi con này, mình chưa chơi con này, thì mình giới thiệu sơ cho các bạn thôi để mình xem thử cái biểu đồ giá của con này nó ok không. Con này cái biểu đồ giá nó đang bị đập tơi tả các bạn ơi. Biểu đồ BTC của nó, biểu đồ một ngày, chỗ nào biểu đồ một ngày khá là đẹp, nó đã trên các cái đường MA rồi. Thì bạn nào thích chơi thì lên quốc này. Cái biểu đồ tuần thì nó cũng chưa đẹp lắm nha. Thì kẻ ngay chỗ này. Thì con này thì nói chung là một trong những kiểu số số nha các bạn. Cáp nhỏ, hy vọng được lên các sàn lớn. Thì bạn nào thích chơi kiểu số thì mình vào những con này mình chơi. Nó cũng có quỹ đầu tư đó. Cũng là quỹ con đầu tư và chưa được lên các sàn lớn. DHT thì con này á, giá hiện tại đang là 0.82 nha. Cáp đang là 15 triệu đô. Full cáp là 82 triệu đô nè. Volume nhỏ và phải 2 triệu đô thôi. Thì con này á, thì xem con này thì nó lên được sàn Huobi rồi, thì các bạn có thể là lên sàn Huobi để các bạn mua.
nó chưa được lên sàn bài nên, thì các bạn muốn một kèo dạng như kèo số số này nọ nọ kia mà chưa lên các sàn lớn mà được các quỹ đầu tư hỗ trợ, thì các bạn có thể bấm ít cho các bạn chơi những con này chờ lên các sàn lớn các bạn bán. Con này thì mình cũng chưa mua, thì để mình xem thử cái giá nó như thế nào. Thì hiện tại giá con này là 0.82, các bạn nhìn biểu đồ của nó nè, thì đỉnh của nó là 4.9 5 chấm luôn. Con này nó giảm, con này giảm 7 lần rồi. Thì các bạn thích chơi nào kèo số số thì các bạn nhảy vào, vì nó đang hình thành mô hình hai đáy rồi các bạn. Mô hình hai đáy ngay cái này thì cái điểm 0.8 này cũng là một trong những cái hỗ trợ kháng cự khá là mạnh nè. Nếu mà nó lủng cái 0.8 này á, thì cái đáy tiếp theo của nó là 0.36, thì các bạn có thể bắt cái chỗ này, nó thủng cái chỗ này thì các bạn có thể là về 0.36 bạn bắt tiếp. Thì con này mình nghĩ là nó lên 1.8 là bình thường các bạn cuối năm. Thì các bạn chơi thì các bạn có thể lên sàn Huobi để các bạn múc VTF. Những cái con cuối là những cái con mà cái market cap nó nhỏ, thì những cái con này á, thì nó chưa được lên các sàn lớn, cho nên là nó cũng dạng như hên xui số số các bạn. Số số có niềm tin, nghĩa là những cái con này nó đã được quỹ đầu tư hỗ trợ rồi mà cap nó nhỏ, vấn đề còn lại là nó phát triển để nó lên được các sàn lớn. Còn BTF này á, hiện tại đang 0.24 nè, cáp nhỏ 5 triệu đô thôi, bỏ lâm 5 triệu đô quá đẹp luôn. Đấy, những cái kèo mình chơi số số mình phải chơi những cái kèo kèo như thế này nè các bạn, những kèo mà có quỹ hỗ trợ cáp nhỏ. Con này thì mới cung khoảng tầm 5% ra ngoài thôi, cho nên là full cáp nó 100 triệu đô. Thì con này á, nó đang được bán trên Uniwrap nha các bạn, thì các bạn có thể là lên Uniwrap các bạn mua. Con này mình chưa chơi, giới thiệu sơ của các bạn thôi. Con FCL thì hiện tại con này đang là vốn hóa là 4 triệu đô, volume thì gần 1 triệu đô thôi, cung thì mới 4% ra ngoài. Thì hiện tại con này đang bán trên Uniwrap và một in và sàn KuCoin, thì các bạn có thể lên những cái sàn này nếu mà các bạn chơi kèo số số nha. Còn cái con IDG này á, con này là được hai quỹ hỗ trợ luôn nha các bạn, Coben nè và Framework nè, có cả quỹ Tech Capital luôn. Con này thì hiện tại đang bán trên sàn HIPBI BTC, nhưng mà mình không biết là cái sàn này nó có uy tín hay không nha. Nhưng mà con này mình nghĩ là một con đáng đầu tư nè, nó có khá nhiều quỹ hỗ trợ, thì mình sẽ theo dõi con này để xem là nó lên được những cái sàn nào uy tín hơn để mình mua hay không. Vì ở trong của nó là con gaming các bạn, mà nó được ba quỹ hỗ trợ nè, vốn hóa mới chưa tới 1 triệu đô. Con này cần phải lên các cái sàn lớn nữa, thì nó lên sàn nào thì mình nhảy vô múc nó thôi. Thì ok, thì đây là 16 dự án thuộc trong cái quỹ đầu tư Framework Venture để cho các bạn tham khảo. Thì tiếp theo những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các quỹ đầu tư khác để mình theo dấu chân của những ông lớn để mình đầu tư cho nó an toàn. Thì cái này là mình khuyên các bạn là nên rải vốn 10 đến 15 con gì đó, các bạn rải ra các bạn chơi, chứ all in một con thì nó cũng hơi nguy hiểm. Mình cứ lựa những con nào mà có các quỹ đầu tư lớn đầu tư giá ổn mình vào mỗi con ít, con nào bay trước thì mình chốt trước. Ok, thì video đến đây mình dừng. Thì các bạn nhớ subscribe kênh video của mình để theo dõi các video tiếp theo nhé.